Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều qua Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc gặp đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Trong không khí thân mật, Thủ tướng Jacinda Ardern đã gửi lời chào và thăm hỏi huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng toàn bộ thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là tình hình chấn thương của trung vệ Trương Thị Kiều. Chia sẻ về vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 do New Zealand và Australia đồng đăng cai, Thủ tướng New Zealand cho biết đây là lần đầu tiên New Zealand đăng cai một trong ba sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, cũng là niềm tự hào đối với New Zealand. Bà cũng rất vui mừng khi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại quốc gia của mình. Thủ tướng Jacinda Ardern cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp đội tuyển nữ Việt Nam sớm thích nghi, có được sự chuẩn bị tốt nhất trong thời gian sang tập huấn trước thêm giải đấu.